Đây là một vụ tàng trữ mua bán ma túy với quy mô lớn vừa được nhóm hiệp sĩ phường Tân Đông Hiệp phát hiện và bắt giữ, giao cho đội cảnh sát phòng chống ma túy công an thị xã Dĩ An xử lý. Đối tượng dùng bình xịt hơi cay xịt anh em lại, khi anh em đó cay cũng còn số anh em dẫn bên ngoài ụp vô quyết tâm bắt cho bằng được cái đối tượng đó. Càng nhiều càng tốt, mừng lắm, đặng cho dân sống có yên tâm, gia đình cũng yên tâm mà người ngoài cũng là yên tâm luôn. Từ hiệu quả như vậy, đến nay 7 xã phường thị trấn ở thị xã Dĩ An đều đã được thành lập các câu lạc bộ phòng chống tội phạm với gần 400 người dân tự nguyện tham gia. Từ đầu năm đến nay, các nhóm hiệp sĩ đã phá 22 vụ phạm pháp hình sự với hàng trăm đối tượng phạm tội. Thực tiễn đã khẳng định những kết quả đạt được trong công tác bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn thị xã Dĩ An vừa qua thì luôn gắn chặt với sự phát triển của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, mà tiêu biểu là cái mô hình hoạt động của câu lạc bộ phòng chống tội phạm. Sự quan tâm hỗ trợ kịp thời từ chính quyền và ngành chức năng cũng như lòng tin yêu của nhân dân chính là chỗ dựa vững chắc cho các câu lạc bộ phòng chống tội phạm ở Bình Dương ngày càng phát triển vững mạnh.